Trở lại với kênh học lửa, hôm nay là mình xử lý đất nha. Và đây là những anh em đã trang phẳng đất cho mình. Cái này 10 công các bạn, 10 công tầm lớn thì cũng đang tiến hành phun diệt mầm đó. Thì hai cây đây, bây giờ đã trang phẳng xong và giai đoạn còn lại là đặt cân bằng. Miếng này nữa mình cái OM18 thì tầm 28 tháng 9 đến 30 tháng 9 là mình bắt đầu cấy. Thì bây giờ là mình đã làm đất, mình chuẩn bị đất xong, mình xịt diệt mầm để diệt lúa cỏ luôn. Nó vẫn là cái công nghệ cũ, xịt phun máy bay. Thì ở đây người ta xuống giống bình thường là khoảng 1-2 tháng 10, nhưng mà mình thì mình làm lúa giống cho nên mình làm trước nha các bạn. Cái cành chủ máy anh đang đi lội di trình định diện mà. Đây là tài xế chuyên trang chặt đất khu vực mương gỗ. Sao anh ngon? Lội có 10 công đất mà anh ghen chứ hả? Đây anh đang lội dưới sình, có anh lội có 500 mét vuông dưới sình mà giờ anh ghen quá các bạn em ơi. Thì cái đầu trên mình tiến hành mình trái đất các bạn, thì nó sẽ hơi lún. Thì cái này 10 công thì chắc là có khoảng mình cấy, mình giật lại cái chỗ lún mình bỏ các bạn, thì mình sẽ cấy tay lại. Tất cả những miếng đất của mình đều chuẩn bị mặt bằng nó như vậy hết nha các bạn. Chỉ đến lúc mà xuống giống là mình bơm nước thôi. Hy vọng là cái vụ đông xuân này chúc tất cả bà con dân được trúng mùa, trúng giá.